hoặc thấy tỳ sắc đoa, hoặc thấy hộ thế, hoặc thấy luân vương, hoặc thấy sa môn, hoặc thấy dị đạo, hoặc thấy bà la môn, hoặc thấy sát đế lợi, hoặc thấy phệ xá, hoặc thấy thú đạt la, hoặc thấy trưởng giả, hoặc thấy cư sĩ, hoặc thấy ngồi trong đài báu, hoặc thấy ngồi trên hoa sen, hoặc thấy tại đất, hoặc thấy bay trên hư không, hoặc thấy thuyết pháp, hoặc thấy thiền định. Thiền vương nên biết đại Bồ Tát này tu hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu vì cứu độ hữu tình, nên không một kiểu hình nào và không một oai nghi nào mà không thể hiện được. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu giống như hư không, không hình không tướng, khắp mười phương thế giới không chỗ nào không có. Lại như hư không lìa các hí luận, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, vượt các ngôn ngữ. Lại như hư không, đời sống phải cần với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng vậy, tất cả thánh phàm đều chung thọ dụng. Lại như hư không xa lìa các sự phân biệt, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, không có tâm phân biệt. Lại như hư không dung chứa các sắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng dung chứa được tất cả Phật pháp. Lại như hư không tưởng hiện các sắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng thường hiện ra tất cả Phật pháp. Lại như hư không, tất cả cỏ cây, thuốc thang, hoa quả đều nương vào đó mà tăng trưởng. Cũng vậy, tất cả căn lành đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà tăng trưởng. Lại như hư không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải pháp để nói năng, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, lìa các ngôn ngữ, thế gian, sa môn, bà la môn, vân vân, cho đến đế thích phạm thiên chẳng thể nghĩ lường Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được. Thiền vương nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không có một pháp nào có thể làm ví dụ được. Nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, tìm thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì công đức đạt được không thể nghĩ bàn. Nếu công đức này có hình sắc thì có hư không chẳng chứa hết được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu sanh ra tất cả thiện pháp thế gian và xuất thế gian, tất cả chúng trời người hoặc vua trời người, bốn hướng bốn quả và các độc giác thập địa Bồ Tát, Ba La Mật Đa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nhất thiết chủng trí, được vô sở úy và 18 pháp Phật bất cộng vân vân, đều hoàn toàn dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà thành tựu. Khi thuyết pháp này, 5 vạn Bồ Tát chứng được bất thối truyền, 1 vạn 5 ngàn chúng thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, 1 vạn 2 ngàn chúng trời, người xa lìa trần cấu sanh mắt pháp thanh tịnh, hằng hà sa số loài hữu tình phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trên hư không chư thiên trỗi các kỹ nhạc và giải các thứ hương hoa đẹp của cõi trời để cúng dường Như Lai và Bát Nhã thâm sâu này, lại có vô lượng trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mà khô lạc già, người chẳng phải người, vân vân, cũng giải các thứ hoa và những vật báu cúng dường Như Lai và Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Khi đó, trời rồng và những chúng khác chấp tay cung kính, đồng thanh cất tiếng khen ngợi Phật. Hay thay, Thế Tôn đã hoan hỷ thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy. Hết quyển thứ 571.